Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món phở bò. Và để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là xương heo. Phần xương heo thì mình dùng nửa ký. Và đây là thịt bò, mình dùng phần thịt nạc là 200g. Và đây là phần bắp bò, mình dùng 400g. Và đây là bánh phở. Bánh phở thì mình dùng nửa ký. Và một củ cải trắng, 3 tép xả, một củ hành tây, một củ gừng và 4 củ hành tím và một trái ớt nữa. Và đây là giá. Giá thì mình dùng để ăn kèm á. Và vài cọng hành lá đấy nè. Rồi rau ngò, rồi rau huế nữa. Đây một trái chanh. Và đây là các gia vị. Mình dùng 2 muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng muối, 2 muỗng hạt nêm. Và đây là viên phở bò. Viên gia vị này mình dùng để nêm vô đó. Mình sẽ dùng 2 viên thôi, ở trong đây thì nó có 4 viên á. Và đây là bột gia vị phở. Mình dùng 1 gói. Còn đây là tương đen và tương ớt. Còn đây là tỏi ngâm chua ngọt. Ba cái loại này thì mình dùng để làm nước chấm để ăn kèm đó các bạn. Rồi như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ sắc gừng ra. Gừng thì mình sẽ sắc lát. Thì mình sẽ đập dập và cắt khúc. Mình sắc thành 2 khúc nhé. Tiếp theo là củ cải thì mình sẽ sắc thành 3 khúc. Củ cải này mình dùng để bỏ vô cái nước hầm để cho cái phần nước của mình nó trong và nó ngọt hơn. Đây thì mình sẽ bào mỏng ra. Thì mình sẽ sắc lát. Thì mình sẽ cắt cái phần gốc này ra để qua một bên. Còn cái phần lá này thì mình sẽ sắc nhuyễn. Tiếp theo là mình sẽ sắc chanh. Chanh mình sắc miếng để khi mà ăn mình nặng vô một ít. Rồi mình sẽ sắc thịt bò nha. Đây là phần thịt nạc nè các bạn. Mình sẽ làm phần bò tái á. Bây giờ mình sắc lát mỏng nè. Bây giờ mình sẽ đổ vô nồi một ít nước và đợi cho nước sôi lên. Nước sôi lên thì mình sẽ cho phần bắp bò và xương heo vào trụng sơ qua. Mình chỉ cần trụng sơ qua 1 phút là được nha các bạn. Sau đó mình sẽ vớt ra. Tiếp tục là mình sẽ đổ vô nồi 2 lít nước. Sau đó mình sẽ bật bếp lên. Đây mình đổ vô nồi bằng nước sôi luôn các bạn để mình nấu cho nó nhanh hơn đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần bắp bò và xương vô. Tiếp theo là mình sẽ cho sả, gừng và củ hành tím vô. Củ hành tím thì các bạn nên nướng sơ qua rồi các bạn hãy bỏ vô nha. Để cho nó có cái vị thơm đó. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Và mình sẽ nấu thịt và xương trong vòng 2 tiếng. Mình đã cắt cái gói bột gia vị phở ra rồi. Đây các bạn nhìn bên trong đó nè. Ở đây mình có một cái túi nè các bạn. Giờ mình đổ vô. Đổ vô cái túi, sau đó mình rút cái túi lại. Như vậy là mình bỏ vô trong cái nồi nước dùng của mình đó các bạn. Đây còn cái phần viên gia vị phở bò nè. Mình sẽ lấy 2 viên. Mình lấy 2 viên này mình bỏ vô trong cái nồi nước dùng luôn. Bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra và bỏ cái viên gia vị và cái gói gia vị vô. Nãy giờ mình nấu cũng được 1 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra. Và mình sẽ cho củ cải trắng vô. Mình sẽ đậy nắp lại và hầm tiếp. Bây giờ mình sẽ dớ cái gói gia vị ra. Phần thịt bò của mình nó cũng đã mềm rồi. Bây giờ mình sẽ dớ tất cả các nguyên liệu ở trong cái nồi ra nha. Tiếp theo là mình sẽ cho bột ngọt, muối và hạt nêm vô. Sau đó mình khuấy đều lên cho gia vị tan ra. Tiếp theo là mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nhé. Mình sẽ cho vô thêm một muỗng cà phê đường nữa. Và tiếp theo là mình sẽ cho gốc hành lá vô. Rồi bây giờ mình sẽ sắc thịt bò ra nha. Thịt của mình nóng bốc khói luôn các bạn. Mắt thì
lên bếp một nồi nước sôi để mình trụng giá. Giá này mình chỉ trụng sơ qua nước sôi thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ giá vô trong cái tô. Tiếp theo là mình sẽ trụng phở. Và bây giờ mình sẽ vớt ra. Tiếp theo là mình sẽ cho phở vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt bò vô. Rồi mình sẽ cho cái phần thịt nạm bò vô. Rồi mình sẽ cho hành lá vô. Kế tiếp là mình sẽ cho hành tây. Và mình sẽ cho lên vài lát ớt nữa. Ăn bò viên các bạn có thể cho vô vài viên bò viên nha. Cho vô 4 viên bò. Bò này các bạn nhớ là luộc lên rồi các bạn hãy bỏ vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ chan nước dùng vô. Mình chan lên cái phần thịt bò này các bạn. Cho thịt bò của mình nó tái lại. Bây giờ mình sẽ rắc lên thêm một ít tiêu nữa. Rồi cái món phở của mình nó hoàn thành xong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Wow, các bạn nhìn cái tô phở của mình có hấp dẫn chưa? Đầy thịt luôn nè. Thôi bây giờ để mình hấp thử cái miếng nước nhé. Nước phở rất là thơm luôn. Khi ăn thì các bạn có thể cho vô một ít chanh, ớt hoặc là rau thơm nhé. Để mình ăn thử cái sợi phở nè. Sợi phở của mình nó dài quá. Cho lên một miếng bò viên nữa nè. Miếng nước nữa. Rồi bây giờ mình ăn nha. Sợi phở thì mềm. Còn cái phần bò viên á thì dai dai, rất là ngon luôn á. Rồi bây giờ để mình chấm vô nước chấm nè. Bạn nào ăn không thích ăn bò tái thì các bạn trụng cho nó chín thiệt là chín đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn miếng thịt bò nè. Chấm với lại tương ớt và tương ăn phở á. Các bạn ăn cái tỏi ngâm chua này chưa? Tỏi ngâm chua này ăn rất là ngon nha các bạn. Miếng thịt rất là mềm luôn. Mình chấm vô với lại tương ớt và tương phở nó có cái vị cay cay nè. Rồi thêm cái phần tỏi nha các bạn. Tỏi này ăn rất là giòn, nó có vị chua chua ngọt ngọt. À, mình sẽ ăn sợi phở đi. Ồ, dài quá. Mình sẽ ăn miếng bò này. Chấm vô. Đây các bạn nhìn cái lát bò của mình nè. Nó có cái đường gân nữa các bạn. Bò này ăn rất là ngon nha. Mình nấu ở nhà các bạn, vừa rẻ tiền nè, vừa chất lượng nữa. Mình ăn được rất là nhiều thịt luôn. Mình ăn xong cái tô phở này chắc mình no tới chiều luôn á các bạn. Nó rất là nhiều luôn á. Cái củ tỏi ngâm chua này thì mình mua ở siêu thị á. Ăn rất là ngon luôn các bạn, nó giòn giòn, vị hơi chua chua nữa. Nó không có tanh cái mùi tỏi nha. Còn mà các bạn đi ra ngoài tiệm ăn á, cũng người ta cũng cho tỏi như vậy nè, tỏi ngâm chua. Miếng thịt mình nè. Cái gói gia vị phở thì các bạn có thể tìm mua dạng tiệm tạp hóa, người ta bán rất là nhiều luôn nha. Hoặc là các bạn có thể vô siêu thị mua. Rất là đơn giản để có thể nấu được một tô phở ngon như vậy. Và các bạn ơi, video làm món phở bò của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!